Thưa quý vị và bà con nông dân, nói đến bưởi da xanh là nói đến một trong những giống cây đã trở thành thương hiệu được trồng ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài những vùng chuyên canh truyền thống hiện nay, nó còn phát triển mạnh ở các xã giang thành phố Mỹ Tho, vùng đất được xem là không mấy thuận lợi bởi tác động của đô thị hóa. Thế nhưng vì là loại trái cây vua, thị trường ưa chuộng, giá thành cao, bằng phẩm chất cần cù, kiến thức nhạy bén, biết nắm bắt kỹ thuật, nhất là đặc tính sinh trưởng của loại cây khó tính này, mà vài năm trở lại đây, cây bưởi da xanh đã có mặt tạo nên mảng xanh khá ấn tượng tại vùng giang đô thị Mỹ Tho. Xưa kia nói đến nông nghiệp của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là nói đến gạo Gò Cát, Mỹ Phong, mận hồng đào Trung Lương, nói đến làng hoa Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh. Hiện nay, theo xu hướng đô thị hóa, cơ cấu đất đai không còn phù hợp với gạo Gò Cát, mận hồng đào, không còn bén rễ. Làng hoa kiển bây giờ phát triển theo hướng kỹ thuật canh tác hiện đại. Trong điều kiện tự nhiên, đất đai như thế, để duy trì phát triển cây trái, nhất là ở các xã giang, mà đây lại là bưởi da xanh, thì quả là điều ít nông dân nào dám nghĩ đến. Thế nhưng trong vòng 5 đến 6 năm trở lại đây, nhờ chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tích cực khuyến nông, kinh tế nông nghiệp của Mỹ Tho có bước phát triển mạnh với nhiều mô hình sản xuất mới, tiến bộ, đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có mô hình sản xuất bưởi da xanh ở nhiều xã giang như Đào Thạnh, Mỹ Tho, Phước Thạnh, Tân Mỹ Chánh, thậm chí ở xã Đào Thạnh và Tân Mỹ Chánh, hiện nay đã hình thành nên tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh đem lại hiệu quả. Nếu năm 1995, diện tích trồng rau màu và cây ăn trái của Mỹ Tho chỉ có trên 2.000 hectare, thì đến nay đã lên đến 5.000 hectare với sản lượng trên 30.000 tấn so với năm 1995. Như vậy, bên cạnh vị ngọt từ hoa kiển, cây cảnh và rau màu truyền thống, những năm gần đây, cây bưởi da xanh góp phần quan trọng không chỉ nâng cao sản lượng mà còn tạo ra giá trị kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân các xã giang đô thị Mỹ Tho. Chúng ta cùng tham quan mô hình sau đây. Đây là vườn bưởi da xanh gần 1 hecta của gia đình ông Nguyễn Văn Đào, còn gọi là ông Năm Đào, ở ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nhìn hàng trăm gốc bưởi đang độ xanh tốt cho trái sung mãn thế này, ít ai nghĩ rằng ở vùng đất Gò, giang đô thị Mỹ Tho lại có một vườn bưởi không kém chi những vùng chuyên canh như Cái Bè, Cây Lầy hay Chợ Lách, Bến Tre. Để có được thành quả này, ông Năm Đào đã miệt mài suốt 30 năm, khai phá cải tạo 1 hecta đất do cha mẹ cho. Thời điểm sau giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, nơi đây là đất gò, toàn cây tạp và cỏ dại, chưa có điều kiện canh tác cây trồng. Năm 1981, sau khi xuất ngũ về địa phương, nhờ chủ trương quy hoạch chuyển đổi cây trồng, xóa vườn tạp, ông Năm Đào cải tạo 1 hecta đất quan này để trồng sa bô, rồi trồng bưởi long. Đến khoảng năm 2003, nhờ các chương trình khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật qua các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm nhiều nơi, ông mua thử 10 nhánh bưởi da xanh của diện cây quả miền Nam về trồng. Nhờ kinh nghiệm kỹ thuật xử lý đất, ứng dụng phân chuồng mà cho đến nay ông vừa canh tác vừa nhân giống trồng chuyên canh bưởi da xanh trên toàn bộ 1 hecta đất vườn nhà. Chú bắt đầu trồng cái giống bưởi da xanh này trên mảnh vườn này thì khoảng bao lâu rồi? Hôm nay có khoảng 10 năm ạ. 10 năm rồi. Dạ. Thì lúc đó thì chú trồng như vậy thì chú có lấy kỹ thuật từ đâu không? Thì mình tự mình trồng ra chứ cũng rút cũng chưa kỹ thuật nữa, rồi mình trồng mình rút kinh nghiệm từ từ. Rồi mình thấy cái cây này nó làm sao nó thí dụ bệnh ha hoặc này nọ, mình rút kinh nghiệm từ từ mình trồng. Hiện 1 hecta bưởi da xanh của ông Năm Đào đã được 10 năm tuổi. Đây cũng là tuổi cho trái sung nhất, nhưng khác với các vườn bưởi mà chương trình đã giới thiệu, vườn bưởi này ông Năm Đào cho trái quanh năm. Theo ông, muốn cho bưởi ra trái quanh năm, cả mùa thuận và mùa nghịch cũng đều có sản phẩm trái để bán thì khâu chăm sóc cây rất quan trọng. Trong đó cần chú ý đến phân bón, quan trọng nhất là tỷ lệ phân chuồng phải dồi dào và đúng lúc đủ lượng. Bưởi này là chú cho nó ra trái tự nhiên hay là chú cho nó ra trái theo mùa? Cho nó ra tự nhiên. Mỗi một năm vậy thì nó có bao nhiêu đợt trái hả chú? Nó cũng 9-10 đợt trái ạ. Dạ, 9-10 đợt. 9-10 đợt trái. Dạ, thì mỗi một đợt ra trái vậy thì chú cân đối cái tỷ lệ ra trái như thế nào? Trái thì cái lượng tùy theo cái cây. Cái cây nó bự tàn thì mình lấy trái nó nhiều hơn, rồi cây nhỏ tàn mình lấy nó ít hơn, ít trái hơn mình tỉa mình bỏ. Tỉa mình bỏ mình lấy cái lượng ít trái thì coi như là trái nó có quanh năm. Còn nếu cái cây mà mình để trái cho nó ra trái mà mình để nhiều quá thì nó trái thì nó không có nhiều đợt. Thì năm thì nó ít ít vụ trái á.
Bị gì trái nhiều quá nó hơi chi cây. Dạ. Mình để rai rai mình tỉa. Dạ. Mình để ít đó, thì trái nó ra bữa nhất, mà có một cái nữa là nó có quanh năm. Dạ. Nếu mà cái bữa nó cho trái quanh năm như vậy thì chú có chế độ chăm sóc như thế nào mà cho trái lúc nào nó cũng có cái quanh năm như vậy? Thì cái là mình vô phân rồi mình tưới nước á. Tưới nước là mình đầy đủ định kỳ tưới nước á, thí dụ ngày nghỉ ngày tưới hay gì á. Yeah. Mình đừng có bỏ nước nó chi cây á, thì nó coi như có quanh năm. Dạ. Yeah. Ừ. Còn chế độ khi mà chế độ bón phân của chú như thế nào? Khi mà mình thu hoạch xong rồi mình làm bón phân như thế nào mà để cho tiếp tục cái cây nó ra trái nữa? Ví dụ mình thu hoạch xong á, rồi cỏ rác gì đó mình dọn gốc rồi mà bắt đầu mình bón phân. Yeah. Bón phân nặng cho nó ra đọt, nặng nó ra bông tiếp nữa. Thưa chú, thì đối với cái bưởi da xanh thì phân chuồng của mình nó quan trọng như thế nào? Cái phân chuồng thì nó quan trọng hơn cái phân hóa học. Vì cái phân chuồng này thì sử dụng phân chuồng này thì tốt, cái cây nó tốt đậm. Yeah. Cái lá nó xanh, nó mướt hơn. Yeah. Còn cái phân hóa học thì mình rải rồi nó mau xuống. Yeah. Cái cây tuổi thọ nó không lâu. Yeah. Rồi cái phân chuồng này thì có một cái như thế này là mình vô cho nó tươi xốp đất, bị cải tạo đất, như đất mình nó bị chai, bị này nọ, nó hết chất đạm đó, rồi bắt đầu mình mới vô phân chuồng. Khoảng chú từ lúc mà chú ủ cho đến là khoảng quay mục thì khoảng bao lâu? Khoảng chừng tháng 2 tháng là mình vô là nó quay mục rồi đó. Là lúc đó mình có thể bón cho cây bưởi được. Bón cho cây bưởi được à? Để bưởi cho trái chất lượng tốt, nghĩa là bưởi loại 1 giá thành cao, thì từ lúc cho trái chín nên để trái ở phần nhánh gốc, loại bỏ bớt trái phần từ nửa thân lên ngọn. Qua từng mùa trái, tuổi thọ bưởi càng lớn mới để ra trái đều từ gốc dần dần lên nhánh ngọn. Như vậy, vừa có sản phẩm tốt, vừa kéo dài độ sung mãn và tuổi thọ của cây bưởi. Bưởi là loại cây nếu thiếu nước thì sản lượng chất lượng trái không có, mà thừa nước thì dẫn đến bệnh vàng lá thối rễ. Hiểu được đặc tính này, để bưởi phát triển tốt vùng đất Gò, gian đô thị thành phố Mỹ Tho, ông Nam Đào rất quan tâm đến mương rãnh, đảm bảo trữ đủ nước tưới mùa khô, thoát nước tốt kịp thời, không để ngập úng mùa mưa. Thưa chú, thì đối với vùng đất Tân Mỹ Chánh này thì vùng đất Gò Cao nó không được phù sa như là ở cái Bè, cái Lậy hay là những vùng đất cồn, để trồng được cây bưởi này thì đó là một cái vấn đề hết sức khó khăn. Vậy thì đối với mùa mưa này nè, hoặc là mùa nắng thì cây bưởi mình nó có ảnh hưởng như thế nào đối với nước này? Cái bưởi này thì cái mùa nắng á là mình phải, nó cũng cần nước dữ lắm. Yeah. Phải tưới nước, chứ mà không tưới nước là cái trái nó bị mềm. Yeah. Mềm trái nó không được lớn. Còn cái mùa mưa thì nó dư nước á. Yeah. Nó dư nước thì nó bị vàng lá thối rễ. Yeah. Thì bởi mình đánh rảnh cho nó thoát nước á. Nói chung á, cái mùa nắng á, thì mình phải tưới nước thường xuyên. Chứ mình không tưới nước á, cái trái nó bị mềm á. Yeah. Nó dễ bị nắm trái lắm. Còn nếu mà nước nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của mình và nó ảnh hưởng làm cho cây bưởi của mình nó vàng lá đó chứ. Cái hiện tượng cái bệnh đó thì hiện nay thì cũng rất là khó cái điều trị đó. Thì mình làm thế nào để mình phòng ngừa được cái bệnh đó? Thì cái đó là chủ yếu mình giờ là mình đánh bằng cái đường nước. Nếu mưa thì mình coi đường nước nào nó bị động á. Rồi mình đánh cho nó thoát nước xuống là nó không có bị oi nước bộ rễ, nó không có bị thối rễ, là nó không có bị vàng lá. Bên cạnh đó, vấn đề tạo bóng râm, điều tiết ánh sáng và độ sáng cũng rất quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của bưởi da xanh. Nắm bắt đặc điểm này, ông trồng sen cây sô đũa, vừa tạo bóng râm che bưởi, vừa làm nguồn thức ăn cho dê, đồng thời dựa vào chăn nuôi mà ủ phân chuồng, bón lại cho bưởi. Thưa chú, thì cây bưởi của mình nó có chịu ánh sáng mặt trời hay là nó chịu bóng râm? Cây bưởi này thì nói chung nó chịu bóng râm. Chứ mà nắng quá nó cũng không chịu nữa, nó dễ bị bạc lá. Yeah. Bạc lá thứ hai nữa rồi là trái nó ưa bị nám. Yeah. Nám trái. Yeah. Con thấy là cái vườn bưởi của chú là chú trồng khá là nhiều cây sô đũa như thế này, thì chú trồng cây sô đũa là để che cho cây bưởi hay là có mục đích gì khác nữa không chứ? Nó thì trước mắt thì nó che cho cây bưởi đang lấy bóng râm. Yeah. Rồi thứ hai nữa là mình cũng vừa lấy cái lá tháng mưa này. Yeah. Là mình cắt lá nó là mình cho dê ăn. Yeah. Lấy phân. Yeah. Thưa chú, thì mình trồng nhiều quá trong cái gốc bưởi như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cây bưởi của mình không? Thì nó thì cái dạng rễ nó thì nó nói chung nó không có ảnh hưởng gốc cây, vì cái rễ sô đũa này á mình đốn rồi là trong năm nó mục rồi, nó tạo là cái phân cho cây, cho gốc cây á. Yeah. Nó xốp đất chứ không phải những cái cây khác.
Thưa quý vị và bà con nông dân, trồng bưởi da xanh thành công ở vùng đất ven đô thị Mỹ Tho, theo ông Năm Đào, khâu quan trọng nhất cần chú ý đó là vấn đề phải chủ động được nguồn phân chuồng, kỹ thuật cho trái, để tỷ lệ trái theo từng độ tuổi của bưởi, kết hợp với chủ động điều tiết nguồn nước tưới và chống được ngập úng thừa nước mùa mưa. Qua tham quan cái vườn của chú Năm thì chú có những nhận xét gì về cái mặt mà đạt được về kỹ thuật của chú Năm đã làm được, và bên cạnh đó thì có những cái điểm gì mà cần góp ý cho chú Năm để hoàn thiện cái mảnh vườn của mình không? Qua nhìn cái vườn của anh Năm thì nó cũng sung tốt, tức là anh Năm áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, ví dụ như là bón phân hữu cơ, hạn chế phân đạm. Nhưng mà tuy nhiên về cái cây bưởi thì như các anh đã thấy thì cây bưởi của anh Năm nó còn sâu dễ bồi nhiều. Cái này á, nếu mà anh không mà phun xịt thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cái trái. Do đó thành ra khi mà anh phát hiện mà cái tỷ lệ mà nó cao ở trên cây đó anh Năm, thành ra anh chỉ xịt, ví dụ anh chỉ xịt trên những cái đốm, thường thường là cái con sâu này nó ăn trên cái ngọn cây thôi, ăn lá non thôi. Chứ trên cái dạng thì anh xịt những cái đốm để nó hạn chế, để cái trái nó tốt hơn. Trong cái mùa mưa này đó anh Năm, thì như vậy thì anh nên hạn chế bón cái phân đạm. Ví dụ mình xài phân hữu cơ, nhưng mà cái gốc anh cũng đừng có nên đắp nhiều quá, nó để ẩm ướt. Và đó, cái nhớ một điều nữa là anh nên rút cạn nước khi trời mưa. Hoặc là như đánh rảnh của anh, đánh rảnh thì rất là tốt rồi đó. Nhưng mà nhiều khi cái giữa cái mô này mô kia nó còn cái những cái rãnh mà nó chưa thoát nước được, thì nó ảnh hưởng đến cái rễ nữa. Thành ra do ảnh hưởng đến cái năng suất của trái nữa. Thưa quý vị và bà con nông dân, bưởi da xanh bén rễ được ở vùng đất đang chịu sự tác động mạnh của đô thị hóa, diện tích sản xuất nông nghiệp ngày một thu hẹp. Rõ ràng vấn đề kỹ thuật cải tạo đất, quy trình canh tác khoa học cho từng loại cây trồng vẫn là khâu quyết định. Để duy trì hiệu quả mô hình, tăng thu nhập cho nhà nông, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp đô thị có giá trị kinh tế cao, đồng thời đảm bảo môi trường nông nghiệp xanh sạch đẹp theo tiêu chí nông thôn mới, về phía ngành nông nghiệp xã Tân Mỹ Chánh có giải pháp quy hoạch như thế nào? Thưa chú, thì khi mà nhắc đến Tân Mỹ Chánh thì mọi người đều biết đến là Tân Mỹ Chánh là chuyên về trồng rau màu và trồng hoa để phục vụ cho lễ hay là tết, dịp tết gì đó. Nói đến cây bưởi da xanh này thì đây là vùng đất gò nên là trồng được cái bưởi da xanh cũng rất là khó khăn. Thì qua đây thì chú có thể cho biết là cái phong trào mà trồng bưởi da xanh ở